Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc Redmi K60 Pro nhá. Và đây là cái phiên bản đã bị bóc siêu rồi. Nhiều bên người ta gọi là hàng new đã active hoặc là hàng new đã bóc mất siêu ấy. Còn bên mình thì chúng ta bán 50 lướt, mình bán theo 50 lướt luôn. Thế nên là chiếc máy này hiện tại giá rất là rẻ nhá. Đây là chiếc máy với cấu hình là Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất tại thời điểm hiện tại. Có nghĩa là với mức giá chỉ tầm khoảng loanh quanh 9 triệu thôi. Thậm chí chưa đến 9 triệu là các bạn đã phải mua rồi nhá. Các bạn vào đây mình cho xem nhá, nó ngon như nào nhá. Đây các bạn nhé, đây là một chiếc máy có chip Snapdragon 8 Gen 2, chip mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Và mức giá là rất là rẻ, chỉ loanh quanh 9 triệu nhá, thậm chí còn chưa đến 9 triệu đâu. Thì chiếc máy này nó chẳng khác gì máy mới cả các bạn ạ. Nếu mà mình đóng siêu lại, mình bảo mới thì các bạn sẽ tin thật đấy. Mà mình bán, nếu mà đóng siêu bán mới thì người ta bán tầm trên 10 triệu thôi đó. Nhưng chiếc máy này mình bán chỉ loanh quanh 9 triệu, dưới 9 triệu không có đó. Trong này chúng ta sẽ có ốp lưng như bình thường nhá. Đây, máy gì đây, đó. Đây, chúng ta sẽ có vẫn có phụ kiện 120W nhé. Và đây là cái phụ kiện xịn các bạn nhé. Đây là bộ phụ kiện xịn. Bộ phụ kiện xịn mình nhập vào với mức giá không dưới 500 nghìn đâu. Đó, mà trong đó bộ phụ kiện fake mình nhập với mức giá 80 nghìn thôi. Nhưng mình không dùng phụ kiện fake, mình dùng xịn luôn nhá. Các bạn có thể cầm trên tay là các bạn biết rất là nặng nhá. Đó, đây là phụ kiện xịn này. Đó, nên nhiều bên là người ta vì lợi nhuận là người ta sẽ cho phụ kiện lởm đấy. Mình sẽ có clip phân biệt cái phụ kiện lởm và xịn sau nhá. Hoặc bây giờ mình sẽ xem máy trước, nó sẽ như này nhá. Đó, các bạn nhìn nha, nó rất là mới nhá. Mình sẽ cầm trên tay rồi thì nó sẽ bám vào tay thôi, rất là mới. Các bạn nhìn cái chân sạc các bạn biết nhá. Đây, cái sạc nó mới như này cơ mà. Đó, có nghĩa là chiếc máy này hoàn toàn là một chiếc máy mới. Mình không hiểu vì sao nó về đây và bị bóc siêu rồi. Nhưng mà mình nhập rẻ nên mình sẽ bán rẻ thôi. Chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán với mức giá loanh quanh 9 triệu. Có nghĩa là tùy theo màu nhé, có màu sẽ rẻ hơn 9 triệu và có màu sẽ đắt hơn 9 triệu một chút. Đắt nhất là 9.150.000 thôi. Đó, để mua sản phẩm này các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website bên mình là msm.vn để vào đấy các bạn có thể mua trả góp được luôn, chỉ cần với chứng minh thư nhá. Đó, còn nếu mà mua trực tiếp thì các bạn có thể qua 170 Lạch Tray nhá.